Tôi tên là Nguyễn Tung Thắng, là kỹ sư công nghệ thông tin, sống và làm việc tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm, làm ở phòng văn hóa thông tin thuộc phường Mỹ Đông. Năm nay là 40 tuổi. 40. Rồi, xin mời em gái giới thiệu. Em tên là Trần Thị Ái Hà, em 30 tuổi. Em quê ở Đồng Nai và hiện nay em đang làm ở Bà Rịa Vũng Tàu, em làm giày xuất khẩu. Trước đây em từng làm, còn em làm công việc gì? Dạ, trước đây em có làm bên mầm non ạ. Xong rồi gia đình em có sự cố, xong rồi em mới lên trên Bà Rịa. Đồng Nai là ở chỗ nào? Dạ, em ở Long Khánh, Cẩm Mỹ anh. Còn Cẩm Mỹ trên đường đi về Ninh Thuận dạ. luôn. Dạ, đúng. Nói chung khoảng cách cũng rất là hợp ha. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về ưu khuyết điểm đi Thắng. Nói về ưu điểm của em thì nói chung là nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo, công việc gia đình là làm được hết. Nói chung rất thích các môn thể thao, việc là bơi, bơi lội. Nhược điểm hay rụt rè, nhút nhát, sợ gái, nói chung sợ ma. Rồi. Thì em không sợ ma. Không sợ ma? Dạ. Vậy em sợ cái gì? Dạ em sợ điều xấu thôi. Mình có cái ưu điểm, khuyết điểm gì của mình không? Ưu điểm của em là người hài hước, chân thành với mọi người. Trong tình yêu thì em rất là chu đáo, thương động vật. Và nhược điểm của em là em rất là dễ xúc động. Em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Nói chung mối tình chính thức thì lúc trước giờ 2 mối tình. Mối tình thứ hai thì quen nhau trong cơ quan cũng được 1 năm mấy. Tính tình là chưa hiểu nhau lắm. Thì cô ấy nói chung cũng bệnh về cái chuyện mà chuyện có con á, nên bây giờ thôi cũng chia tay. À, bạn gái không có sinh con được cho nên là anh chia tay dạ, hả? Dạ đúng rồi. Là anh là chưa có từng kết hôn đúng không anh? Dạ chưa kết hôn lần nào. Chưa kết hôn lần nào dạ. Hiểu rồi ha, cho nên bớt căng thẳng, nãy thấy em căng thẳng quá. Rồi bây giờ về tình trường của mình thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có 3 mối tình à. Dạ mối tình đầu là năm 20 tuổi. Dạ mối tình cuối thì em chia tay cũng được gần 2 năm rồi chị. Dạ do người đó không có đàng hoàng, sống một mình, em nghỉ chơi không biết. Em có mong rồi muốn à. Tìm một mẫu người như thế nào? Dạ em mong anh ấy là trung thực, thiếu hài hước, cái mặt ảnh hiền nữa. Em có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Mặt hiền với cười tươi giống như anh diễn viên Anh Đức đó chị. Dạ, anh không hút thuốc càng tốt. Không hút thuốc thì càng tốt. Em có anh có hút thuốc không anh? Tất cả các món là tứ đổ tường, không bao giờ sử dụng. Thuốc thì không hút. Rượu bia thì nói chung lâu lâu là sếp gọi hoặc anh em bạn bè là đi thôi. Anh có lăng nhăng không? Chính xác là không. Rồi vậy mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào? Người phụ nữ là còn cao 1m55 trở lên, ưa nhìn, vừa pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Sao khó quá hả? Lúc khó. Thì bắt truyền thống, lúc thì bắt hiện đại hả? Rồi đến quan coi đàn gái coi sao nha. Chào em gái. Em không thích cái tật gì của người đàn ông nhất? Anh bảo thủ. Em trai có bảo thủ không vậy? Dạ không à. Không có bảo thủ. Dạ với lại không thích cái sự an phận á. Này sao anh? Có mục đích gì phát dạ. triển tương lai không? Đối với em là cái cầu tiến là cái số 1. Tại hiện tại là không bằng lòng với bản thân. Phải đổi mới hoàn toàn. Đúng. Phải phát triển kinh tế dạ, này để lo gia đình ha. Đó. Anh này không có giống anh Đức. Nhưng mà mặt anh này hiền giống như em đưa ra đó. Dạ. Rất là hiền. Cũng hợp lắm. Dạ, em 60% hiện đại và 40% truyền thống. À, vậy là hay rồi, lắm rồi. Là hay rồi. Thôi. Được. Bao lâu nữa thì em tiến tới hôn nhân được? 30 rồi ha. Dạ có thể 1 năm chị. Mai mốt định sinh mấy đứa con? Dạ 1 hoặc 2 chị. À, tại anh này anh phải có con mới được. Chứ không có là không được. Mà nhiều khi dạ, ủa, dạ. anh có đi khám anh trước chưa? Nói chung là tốt. Hệ thống coi như hệ dàn máy hoạt động tốt. Anh tự đoán anh tốt hay là đi bác sĩ khám? Tự tin luôn. Vậy là khi quen bạn gái về là đưa bạn gái đi khám liền ha. Dạ. Để quen thời gian nữa rồi là mất công chia tay với người ta nữa. Không yên tâm ha. Dạ dạ cảm ơn. Rồi. Mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Anh xin tặng em món quà. Mà đây là có gì gọi là đặc sản dạ. Món này là đầu tiên chính xác. Dạ em cũng có món quà nhỏ tặng anh à. Dạ. Cảm ơn em. Dạ em có món quà nhỏ tặng chị dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ, dạ em tặng cho bà xã anh à. Rồi. Cảm ơn em dạ. Cảm ơn em nhiều nha, thay mặt xã cảm ơn em nhiều. Ê, lần đầu dạ, tiên em thấy anh sao? Dạ em thấy anh hiền. Tính anh là hiền, trầm tính, thiên về sống tình cảm á. Dạ em cũng vậy ạ. Ấm ức hoặc cái gì là cố giữ trong lòng. Dạ vậy là giống em rồi, tại vì em có nỗi buồn gì hay là khó khăn gì em cũng ít chia sẻ với ai lắm, em chịu đựng một mình thôi. Hiện tại là em làm ở đâu, ở Vũng Tàu á? Dạ ở Bà Rịa. Bà Rịa Vũng Tàu thì nói chung cái khoảng cách từ đó cũng xa, cũng gần chứ không có xa. Còn Đồng Nai thì càng gần hơn nữa. Có chắc là em xin được không nha? Dạ. Đó, đó em phải hỏi ảnh cái vụ đó. Dạ anh ơi, nếu thí dụ mà em không xin được thì anh có
anh có giống như đợt trước không? Dạ không, tại nói chung khi mà quyết định bấm nút sẽ chắc chắn tiến tới hôn nhân. Ý cổ nói nữa là hai người lấy nhau cô đẻ không được thì sao? Đã quyết định chọn thì không bao giờ thay đổi được cái quyết đẻ định. Không đẻ không quan trọng đúng không? Dạ em chính không xác. Xin được anh cũng không buồn đúng không? Dạ. Không bỏ rơi em đúng không? Chính xác. Nói chung đánh giá hồi nãy giờ thì cũng đánh giá, về bạn này. Làm như họp chi bộ đánh giá rồi. Rất hợp với cái hình mẫu gọi là nó là đang tìm kiếm. Anh có thể hát tặng em không? Để mà coi như tỏ tấm chân tình của anh thì anh xin gửi em đến bài hát. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gồm mây cơm tận lâu đài, đợi chiều về đêm trăng nào tới, qua chiều vàng đêm trăng nào tới, đến đón hai đứa chúng ta mà thôi. Thảo chua bài hát xin lỗi. Nắm tay ảnh với em rồi mình hát. Để em hát tặng anh một đoạn nha. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt, buổi chiều nào gặp nhau đây mà đêm đáng nhớ như vậy. Anh ơi anh có yêu có hay, tình em như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy, biển trời nào mà không xanh, thì xin anh nhớ cho rằng tim vàng anh chính ngự hồn em. Hay. Rồi, được rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha, rồi đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò để mà quyết định tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Xin mời. Suy nghĩ là gì, em định không bấm đúng không? Dạ em chỉ lo là khoảng cách xa, tại vì dạ anh thường là sao mà cách lòng á. Anh nắm tay cổ anh nói câu sao cho cổ yên tâm, là bao lâu thì anh tới thăm cổ được một lần cho cổ khỏi phải lo lắng nữa. Anh sẽ hứa với em là nói chung chấp nhận rồi, anh sẵn sàng lừa dối trong tình yêu không bao giờ anh có, còn đến với em là anh chắc chắn rồi chứ, bằng tấm lòng chân thật. Nói chung á là đánh giá của hết thùi á, nói chung hai người á là nói chung á là hợp. Yên tâm nha em. Dạ cảm ơn chị.